Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn chủ đề thú vị thông qua những cho bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đăng bảo hồ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Dạo này bạn hay xuất hiện trong giấc mơ của ai Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha và hôm nay mình có ba lớp bài tượng trưng cho ba tụ bài đây là tụ một tụ hai tụ ba ha rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ một Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem qua dạo này bạn thường hay xuất hiện trong giấc mơ của ai. Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Mình thấy các bạn tụ 1 là những người rất là hy vọng, mong muốn có một cái tình yêu thật là đẹp, một cái tình yêu chất ngất say mê à đắm đuối mãnh liệt với nhau. Và ở đây mình thấy dường như là các bạn đã trải qua những giai đoạn của sự khó khăn về vấn đề tài chính hoặc là vấn đề tình cảm. Một số bạn đã từng bị người khác bạn bội ha, hoặc từng bị bạn bè đâm sau lưng. Một vài bạn thì có khả năng là trong cái tình yêu thì các bạn luôn sợ, luôn lo lắng về những cái vấn đề à, người thứ ba ha, kiểu như vậy. Mình thấy các bạn đang có một cái sự chờ đợi, một cái kết quả nào đó ha và các bạn là những người chuyên hy sinh trong tình yêu ha đối xử rất là tốt với người khác nhưng mà đôi khi thì hay bị rùng bỏ hoặc là ở đây mình thấy có khả năng là các bạn đang trong cái giai đoạn tập trung yêu thương và có sự chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình đang có một cái sự lùi lại và đánh giá mọi việc và hiện tại mình thấy các bạn nên có sự tập trung vào công việc sự nghiệp của bạn thì nó sẽ à, tốt hơn bởi vì có thể là các bạn đang thu hút tài chính đến với các bạn đó một số bạn thì mình thấy là có thể dạo gần đây các bạn hay có những cái sự tranh chấp mâu thuẫn hoặc là các bạn hay để tâm đến những cái vấn đề thế giới bên ngoài như là chiến tranh rồi đó ừ. các bạn cũng có những cái sự phân dân lo lắng phiền mộ nghĩ ngợi ha ừ. tuy nhiên thì mình thấy thì bạn nên tập trung vào những gì mà bạn đang gọi là làm việc hoặc là đang có một cái sự gọi là um, ưu tiên ha. Còn những gì mà gọi là nó không có phù hợp với bạn hoặc là những gì mà gọi là nó nằm ngoài cái sự kiểm soát các bạn thì tốt nhất là các bạn nên có sự xuôi theo dòng ha, buông bỏ và để bản thân của mình được bình yên và nhẹ nhàng tươi tắn. Ừ. Và mình thấy dường như trong thời điểm này các bạn hết sức cẩn thận. À, nếu như các bạn có một sự gọi kết nối với một người nào đó mới, coi chừng những kẻ phản bội, những người nói dối nha. Rồi ừ. để mình xem coi. À, dạo này ai hay uh, ngủ mơ thấy bạn ừ. đây mình thấy đây là một cái người lý trí ha họ có sự tỉnh táo có sự cân nhắc suy nghĩ quyết đoán và có một cái sự tin tường, thông minh nhạy bén và cũng có một cái trái tim nhân hậu một người tràn đầy sự yêu thương sự quan tâm người khác à và đối tượng này thì mình thấy dường như họ đã từng có những cái tổn thương mất mát gì đó trong quá khứ rồi à, người này có thể là họ là một người cũng kiểu như là hy sinh trong tình cảm đó và ở đây thì mình thấy họ cũng có một cái sự nhạy cảm cao hay để tâm đến những cái lời phán xét à, nhận xét đối tượng này mình thấy họ rất là nhanh nhẹn và có thể là trong cuộc sống của họ họ đang có một cái sự đeo mặt nạ đó kiểu như họ là một người có thể khá là nhạy cảm và tổn thương nhưng mà bề ngoài họ tỏ vẻ là một người rất là bình thường ha, không có vấn đề gì cả. Mọi thứ đều có sự ổn thỏa kiểu như vậy và cái người này mình thấy khi mà yêu thì họ yêu rất là chân thành. Yêu một cách um, giản dị, mộc mạc và có sự là vô điều kiện ha. Rồi để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem tra bài thì dạo này bạn hay xuất hiện trong giấc mơ của ai và tại sao? thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng các bạn nam xem trả bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ở đây mình thấy người này là một người họ đang cố gắng chống chọi với những cái thách thức trong cuộc sống của họ một người mạnh mẽ cứng cỏi và có sự quyết liệt dứt khoát hoặc đang bảo vệ những thành quả của họ hoặc là ở đây có một số bạn các bạn với người này đã có sự mâu thuẫn tranh cãi gì đó với nhau gây tổn thương nhau rồi người này họ đang có sự gặm nhắm những cái nỗi buồn đang ôm lại những cái ức xa xưa đang có sự hoài niệm và cảm thấy uh, tổn thương mất mát ừ. à, ở đây mình thấy ngoài cái người đối tượng trong tình cảm mình thấy có một người đó là mẹ các bạn nha có thể là mẹ các bạn đã có sự yêu thương quan tâm đến các bạn rất là nhiều đó nhớ các bạn đó ừ. quay về với cái người ở đây thì mình thấy người này là một người có khả năng là họ làm việc nhóm họ làm việc chung với uh, nhiều người hoặc là họ có một cái cộng đồng riêng hoặc là đối tượng này thì mình thấy có thể là họ cũng thích những cái buổi tiệc tùng à, họ là một người rất là yêu cái đẹp ha và mình thấy thì có thể năng là cái gương mặt của họ khá là trẻ trung đó người này thì mình thấy họ có sự lý trí có trách nhiệm cao họ có sự trung thực có sự quan dứt khoát có quan điểm rõ ràng có sự cân bằng và tiết chế và đây là một người có sự um, kiên định ha với cái mong muốn ước mơ của họ đó. đây mình thấy người này trong cuộc sống của họ là họ luôn đòi hỏi mọi thứ phải có sự công bằng bình đẳng hết kiểu như vậy ha và họ lý trí ừ, hơi khô khan hơi lý trí ở đây thì mình thấy thì họ rất là yêu thiên yêu thiên nhiên hoặc là họ rất là thương gia đình cha mẹ của họ và cái người này mình thấy dường như họ cũng là một người có khả năng quán xuyến lo trọn vẹn tốt mọi việc trong nhà À, giống như có thể quét dọn hoặc là nấu ăn hay gì đó vân vân và ừ. mình thấy họ yêu sự hòa bình họ rất là thích hoa sen ừ. người này mình thấy à, đây là một người thay là họ rất là thích những cái màu sắc như màu đỏ đô nè ha màu xám hoặc là màu xanh à, lá cây um, hoặc là màu trắng đục ừ. Đối tượng này mình thấy có khả năng là họ hay trao mày ha, ha hoặc là tại vì họ suy nghĩ nhiều quá ừ. có thể là tóc đen đó ha có một số trường hợp là tóc hơi xanh nhẹ ừ. người này mình thấy họ là một người tính trung ha họ là một người bạn tốt đối với người khác và trong cuộc sống thì đây là một người có một cái sự biết uh, phòng ngừa hoặc biết dự đoán hoặc là có khả năng gọi là suy đoán được những tình huống nguy hiểm rủi ro đến và họ biết cách để có thể uh, à, chèo lái ha để thoát khỏi những sự rủi ro này họ rất là yêu gia đình cha mẹ của mình ha để đọc người hướng về gia đình ừ. ở đây mình thấy người này được ơn trên soi sáng được hướng dẫn để tạo nên những cái giá trị những cái thành công lớn gì đó và mình thấy đối tượng này dường như là trong cuộc sống của họ thì họ có một cái sự gọi là theo đuổi ước mơ rất là mãnh liệt ha ừ. họ không có bỏ cuộc người này trong tình yêu thì mình thấy họ cũng là một người chủ động đó có sự theo đuổi rồi đó người này là một người thích rất là nhiều màu sắc như mình nói đó ha ừ. có thể rằng là họ là một người cũng biết thể hiện cái cảm xúc thật sự của họ nữa ừ. họ đa dạng họ độc đáo họ có sự hơi đặc biệt so với người khác ừ và cuộc sống mười này cũng có rất là nhiều những cái um, uh, sự bất ngờ hoặc là có rất là nhiều những cái um, điều gì đó nó uh, tươi vui ha uh, họ có thể vẽ nên cuộc sống của mình kiểu như vậy hoặc họ là một họa sĩ hoặc là họ có khả năng vẽ rất là đẹp uhm. Ở đây tại sao dạo gần đây mà bạn hay xuất hiện trong giấc mơ của người này bởi vì mình thấy dường như là họ đang có một cái sự gọi là tìm về quá khứ kiểu như là họ suy nghĩ về những gì đã trải qua giữa hai bạn Dạo gần đây cái người này họ hơi bị trông trên và họ đang cần có sự cân bằng trong cuộc sống của họ Và có thể là họ do họ nghĩ về bạn quá nhiều ha Hoặc là có khả năng cái người này họ có sự theo dõi quan sát bạn trên mạng xã hội luôn À, có thể là họ cũng đang rất là muốn khám phá cuộc sống bạn như thế nào ha mọi thứ ra sao bạn có thành công hay không bạn có hạnh phúc hay không bạn có vui vẻ hay không hoặc bạn đã có người yêu mới hay chưa ha một số bạn như vậy còn có một vài bạn các bạn nhận có một cái trường hợp là không có ngắt kết nối tay chỉ là do cái khoảng cách thôi thì mình thấy là do họ nhớ họ nghĩ hoặc là bạn có khả năng là họ lưu hình ảnh của bạn trong điện thoại họ lấy ra họ xem hoài cho nên họ ngủ mơ thấy bạn. Ha họ nhớ nụ cười ánh mắt và cái sự lém lỉnh của các bạn đó và trong thâm tâm cái người này họ luôn mong cầu cho bạn được hạnh phúc bạn thành công trong cuộc sống ừ. thậm chí cái người này họ cũng rất là muốn có một cái sự đơm hoa kết trái ở đây à, có một vài bạn có thể là một đối tượng mới nào đó ha? họ có sự nghĩ ngợi đến bạn bởi vì bạn có vẻ hơi cứng rắn hơi lý trí hơi quyết đoán có sự gan dạ cũng như là một người có sự gọi là không có để tâm đến họ nhiều cho nên bạn mang cái nguồn năng lượng của sự kiêu xa <laughs> của sự um, tôn nghiêm ha, cái người này họ có sự bị um, uh, tương tư bạn ha, cho nên mình thấy họ có khả năng là ngủ mơ thấy bạn. Ở ừ. đây mình thấy dường như bạn có một cái sự đánh thức cái người này về một cái vấn đề gì đó mà họ có một sự giác ngộ á, họ có sự tỉnh thức hoặc họ đang trong cái giai đoạn của sự biết suy nghĩ, biết đánh giá lại bản thân của mình và có thể là họ đã nhận ra những cái điều gì đó hoặc là họ đã nhận ra được cái niềm hạnh phúc khi mà có ở bạn ở bên đó. cho nên là cái người này họ um, có nỗi nhớ chồng chất lên bạn um. và có thể dạo gần đây họ cũng bị áp lực về vấn đề công việc cơm áo gạo tiền mệt mỏi ừ. Um. đây mình thấy có thể một số bạn yêu xa cho nên chưa gặp được nhau ừ. và cái người này họ xem bạn là một người rất là có giá trị hay một người thông minh nhạy bén giỏi kiếm tiền ha và ở đây mình thấy có thể là cái người này họ rất là muốn tiến đến bên bạn họ rất là muốn chủ động rất là muốn tạo cơ hội cho hai bên ha họ, họ có đang có một cái sự gọi là đam mê về bạn họ muốn được săn sóc bạn họ được muốn được bạn bổ về được bạn an ủa được bạn yêu thương được bạn quan tâm À, người này họ thèm cái sự quan tâm của các bạn à. và ở đây có một số bạn có thể là các bạn có sự chặn nhau rồi nhưng mà có thể hai người hai hướng đi à, nhưng mà họ vẫn hướng về bạn vẫn nghĩ đến bạn ha. Ừ. và dường như mình thấy họ quan tâm đến sức khỏe của các bạn đó à. và tự họ không biết bạn có khỏe hay không hoặc ừ. là một số bạn ở đây mình thấy có thể là um, họ cảm thấy bạn có những cái vướng mắc có những cái vấn đề gì đó họ rất là muốn giải tỏa áp lực của các bạn ừ thậm chí họ muốn rất là muốn bạn cho họ cơ hội để có thể bước vào cái cái không gian cái cánh cửa tình yêu của bạn ha à, có thể gọi là có được cái chìa khóa trái tim của các bạn á người ừ. ừ, này tuy họ hơi khô khan nhưng mà được cái là họ rất là quan tâm đến các bạn luôn nghĩ đến bạn ha Mặc dù họ cũng có nhiều sự lựa chọn đó nhưng mà mình thấy cái người cái ánh mắt của họ luôn hướng về các bạn và mình thấy dường như chỉ có một cái sự chỉ có cái sự quan tâm chăm sóc nâng đỡ của bạn mới khiến cho cái người này họ cảm thấy ấm áp. Họ có thể là cảm thấy rất rất là gần gũi với bạn ha và dường như là bạn đã chiếm trọn cái trái tim và tâm hồn của người này rồi. Ừ. Rồi để mình xem đối với bạn nam sang trả bài thì dạo gần đây bạn thường xuất hiện trong giấc mơ của ai ha? Đây mình thấy người này là một người họ đang có trong cái quá trình của sự chăm sóc sức khỏe tinh thần và ừ. Người này thì mình thấy khả năng họ là một người có sự điềm đạm, nhẹ nhàng, cân đối và biết suy nghĩ đó ừ. Và có thể họ cũng rất là thích trồng hoa lá cây cành đó Họ đang có những cái sự gọi là đó mặt cái vấn đề gì đó Có thể là sức khỏe không tốt hoặc là cái người này thì họ có khả năng là đang có sự mong lung lo lắng nghĩ ngợi Giữa những cái vấn đề trong cuộc sống hoặc trong tình yêu này ừ thấy họ đang có một cái sự chưa rõ có sự bối rối gì đó ở đây ha và cái người này thì mình thấy họ là một người có kiến thức có kinh nghiệm sống ha, giỏi giang thông thái rồi có khả năng họ cũng tham gia những cái lớp học những khóa đào tạo để nâng cấp bản thân hoặc là đây là một người làm trong lĩnh vực giáo dục ha họ có thể lan tỏa chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cho mọi người và mình thấy dường như là họ bị mơ thấy bạn rất là nhiều ha có thể tới hai giấc mơ lần À, hoặc là ở đây mình thấy có khả năng cái người này hiện tại họ đang có sự mệt mỏi nặng đầu hoặc bị ảnh hưởng bởi chu kỳ mặt trăng nữa à, và đối tượng này thì mình thấy có khả năng là họ là một người bí ẩn họ sống nội tâm ha? họ có những cái vấn đề gì đó nó đang được ừ, khơi lên và họ đang cố gắng giải quyết ổn thỏa cái vấn đề của bản thân mình à, tiết chế lại nhẹ nhàng lại ừ. và họ làm việc rất là tỉ mỉ ha rất là ừ, khéo tay ha là một người ừ, nhạy bén và khi làm việc cái người này có khả năng là Ờ, chăm chú vào công việc và đôi khi quên mất thời gian. Ừ. Họ làm việc rất là nhiệt thành và có trách nhiệm cao trong công việc của họ ha, mình thấy là như vậy. Họ đang cố gắng kiếm tiền ha. Ừ. Ở đây một số bạn có thể là một cái người bạn hoặc là một nhóm bạn nào đó cũng không rời cũng hay mơ thấy bạn. Ừ. Ở đây cái người này họ rất là đam mê, họ rất là khao khát có được cái nụ hôn của bạn ha, hoặc là cái ôm của bạn hoặc là họ rất là cần cái sự quan tâm từ người yêu của mình đó, như vậy. Đó. Đây là người có khả năng là họ cũng uh, biết uh, hay tập hay dục hoặc họ thích khiêu vũ, uh, nhảy múa gì đó vân vân. Hoặc họ có một cái sự đồng điệu ha, biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mọi người. Uhm. Niềm vui mình thấy chia sẻ nhiều hơn Còn nỗi buồn mình thấy họ có sự gặm nhắm một mình <laughs> ở đây mình thấy cái người này họ là một người thích những gì mà họ đang làm ha và họ làm những gì mà họ thật sự thích chứ họ không thích bị ép buộc không có thích bị người khác kiềm hãm ừ. đây là người có tinh thần tự do người này mình thấy họ rất là yêu động vật thú cưng ha ừ. và họ cũng có những cái sự hoang dã trong mình đó có những cái sự độc đáo riêng biệt với người khác và đối tượng này mình thấy có thể là họ hay làm việc liên quan đến máy vi tính có thể là họ làm việc độc lập họ làm việc liên quan đến công nghệ thông tin liên quan đến thiết kế À, vân vân đến mỹ thuật đồ đó ha à. Hoặc là họ bán đồ công nghệ <laughs> Bán đồ điện tử ừ. Hoặc là lập trình viên ha Vân vân Một số bạn thì có thể lăn là các bạn có sự quen nha qua mạng ha Ừ đây tại sao dạo gần đây bạn hay xuất hiện trong giấc mơ người này bởi vì cái người này họ yêu bạn quá nhiều họ có một cái sự dân tràn những cảm xúc những khát khao những mong muốn với bạn họ rất là muốn được cái chạm từ bạn cái hôn cái âu yếm từ bạn nha và có thể là do công việc cái người này cũng rất là nhiều nặng nhọc hoặc là căng thẳng mệt mỏi nữa à, à. ở đây mình thấy dường như họ đang cảm thấy có sự trống rỗng cảm thấy cô đơn cảm thấy giá lạnh hoặc là họ đang có vấn đề về sức khỏe vấn đề về tiền bạc mọi thứ đè nặng lên họ và họ cảm thấy rất là nặng nề cho nên cũng hay mơ nhưng mà chủ yếu là họ tại sao họ lại mơ thấy bạn tại vì họ nhớ bạn họ thương bạn họ muốn có tương lai với các bạn hoặc họ đang mong chờ một cái hành động gì đó từ các bạn ha ừ. cảm xúc họ dành cho bạn rất là nhiều và ở đây một số bạn có thể là quen người nước ngoài sống hai quốc gia khác nhau ừ. cái người này họ rất là muốn cái mối quan hệ này sẽ có một cái sự gọi là trọn vẹn ha à. một cái sự gắn kết một cái sự chữa lành và rất là hy vọng bạn hãy mau đến với họ thăm họ hoặc là gần gũi với họ hoặc là xây dựng tương lai cho cả hai ừ. và ở đây trong tâm trí người này chỉ nghĩ đến bạn mà thôi ha ừ. và đồng thời thì mình thấy họ xem bạn là cả thế giới của họ đó ừ. họ đôi khi có sự gọi là phân dân không biết là bạn có hành động gì hay không bạn không biết là bạn có uh, tiến đến bên họ hay không bạn có kế hoạch gì cho mối quan hệ này hay không bạn có hướng về họ hay không suy nghĩ nhiều việc làm việc nhiều mệt mỏi căng thẳng vào đêm đến thì khó ngủ trằn trọc và hay nghĩ đến các bạn thậm chí là mơ thấy các bạn ha mình thấy là như vậy đây mình thấy họ xem bạn giống như là cái nguồn sạc lại năng lượng pin cho họ vậy đó ha à, họ xem bạn giống như là ánh sáng của họ đó. một cái ánh dương là cái mặt trời soi sáng cuộc sống của họ và mình thấy có thể năng là cái người này họ rất là muốn mong cầu một cái chuyến đi giữa hai bạn hoặc là một cái sự chuyển hướng sang một cái giai đoạn nâng cấp hơn trong tình yêu cái người này họ đang có một cái sự xây dựng tương lai lên kế hoạch nhưng mà chưa có thể hành động được bởi vì họ còn chờ đợi bạn hành động từ bạn ừ, họ rất là muốn nhắn tin với bạn ha hoặc họ, họ muốn nhận được tin nhắn của bạn họ muốn là cái tình yêu này sẽ mau chóng nhanh chóng tiến đến kết hôn hoặc là có một cái sự đoàn tụ xung hợp với nhau ừ, họ vẫn còn cái sự gọi là ngắm nhìn theo dõi bạn từ hay bạn theo dõi bạn từ xa à, và người này mình thấy dường như họ cũng sợ ha họ có những nỗi sợ đó sợ bạn bắt cá hai tay hoặc là sợ tình yêu này sẽ không đúng như cái mong đợi của họ và ở đây thì nói chung là cái người này họ hướng về bạn tình cảm họ dành cho bạn rất là đông đầy người này có khả năng là họ yêu bạn rất là nhiều thậm chí có thể năng là hơn tình yêu của bạn dành cho họ luôn ha đấy là như vậy thậm chí một số bạn ở xa cái người này họ cũng rất là muốn tiến đến thăm bạn nữa đó ha à, muốn gần gũi muốn quan tâm nhau muốn hạnh phúc với nhau muốn mọi thứ sẽ có sự tiến triển nhanh chứ không có còn ở trong cái trạng thái chờ đợi ì ập như thế này nữa à, các bạn đang có giỏi đang có sự giỏi theo nhau ha à, quan sát nhau từ xa mỗi người đều là những người thành công thành tựu nhưng mà đều hướng về nhau và có một cái sự gọi là ngóng trong đặc biệt cái người nữ là cái người ngóng trong rất là nhiều đó ừ. ở đây mình thấy các bạn nam là cái người còn phải hành động nha bạn à. hành động tình yêu này nó mới có thể gọi là phát triển một cách gọi là vượt bậc được chứ cái người nữ này họ rất là muốn hành động rồi đó nhưng mà họ ở cái thế bị động là không thể hành động được bởi vì trong tình yêu thì có thể là bạn nữ đang chờ đợi các bạn nam hành động đó ừ, để tình yêu này nó được thăng hoa nó được phát triển nó bùng cháy ngọn lửa đam mê hơn ừ. rồi mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó sư tử bạch dương song tử ma kết bọ cạp sử nữ chữ cái trong tên chữ x chữ h chữ r chữ z chữ m f b t w u v và o rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi dạo này bạn hay xuất hiện trong giấc mơ của ai và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ ở đây mình thấy các bạn tuần hoa là những người đang có những cái sự tổn thương ha hoặc là các bạn đã từng trải qua cái giai đoạn uh, kết thúc tình yêu mệt mỏi trong tình cảm hoặc là bị bỏ rơi uh, bị mâu thuẫn gì đó hoặc là luôn cảm thấy có sự lẻ loi trong tình yêu các bạn là những người sống rất là tình cảm trang hòa ấm áp đầy sự yêu thương quan tâm và có tinh thần của sự gọi là giúp đỡ người khác có lòng trắc ẩn bao dung rộng lượng ha ở đây mình thấy có thể là các bạn đang có những cái sự quyết đoán hơn trong cuộc sống của mình các bạn có sự lý trí hơn ở hiện tại và các bạn có sự quan tâm nhiều đến gia đình người thân và cha mẹ một số bạn có thể là năng là cha hoặc mẹ đơn thân hoặc là các bạn um, có thể là một số bạn đã uh, kết hôn rồi ha, vô đây xem giải trí thôi à, ở đây mình thấy dường như các bạn đang có sự chuyển hướng cuộc sống của các bạn bước sang một cái bước ngoặt mới một cái bước ngoặt định mệnh được mở ra cho các bạn và mình thấy dường như những cái vấn đề gì đó trong cuộc sống của bạn để bạn có thể nhìn nhận lại bản thân của mình. Những điều chưa tốt hoặc là những suy nghĩ gì đó mà chưa hoàn thiện để bạn có thể phát triển ha, mở rộng tinh thần nhận thức được, được những bài học. Hoặc là đôi khi bạn có khả năng là đã chọn những cái bài học này trong cuộc sống rồi cho nên là đây là thời điểm mà bạn sẽ um, nhận ra rất là nhiều những cái ý nghĩa sâu xa và từ đó các bạn có sự thông thái hơn ha. Um và mình thấy có thể là bạn sẽ tận dụng được cái kinh nghiệm của mình để lan tỏa để giúp đỡ hỗ trợ cho mọi người các bạn là những bậc thầy một cái người mang nguồn năng lượng của một vị ẩn sĩ ha ừ. các bạn mang nguồn năng lượng tần số khá là cao một số bạn có thể là bạn làm trong những lĩnh vực liên quan đến sự chữa lành về mặt năng lượng tinh thần hoặc là sức khỏe đó ừ. và ở đây thì mình thấy có khả năng các bạn đang có sự tìm kiếm ha à, hoặc là tìm kiếm câu trả lời hoặc là tìm kiếm xem tương lai mọi thứ nó sẽ như thế nào ha tìm kiếm hướng đi cho mình trong thời gian tới ừ, có thể là bạn đang cảm thấy có sự mù mờ về mọi thứ ừ. một số bạn ở đây mình thấy các bạn nên kết nối với thiên nhiên nhiều nha để giữ cho mình cái tinh thần bình ổn à, trở nên gọi là sảng khoái hơn trở nên tốt đẹp hơn tin tưởng hơn ừ. đừng để bản thân của mình rơi vào những cái trạng thái của một sự căng thẳng hoặc áp lực trong thời điểm này nên dành thời gian cho một mình cho bản thân của mình. À, hoặc là một số bạn vào gần đây các bạn trong tình yêu các bạn có một sự hơi xa cách với người yêu của mình. Mỗi người một hướng, mỗi người mỗi hướng hoặc là các bạn đang cần nhiều thời gian cho bản thân nhiều hơn ha. Trời để mình xem coi dạo gần đây thì bạn thường xuất hiện trong giấc mơ của ai? mình thấy khả năng đây là một cái người họ rất là năng động ha họ rất là nhiệt huyết rất là nhiệt tình trong công việc hoặc họ, họ là một người hay đi hay di chuyển ừ. à, và người này có thể là họ ở xa các bạn đó họ có sự giỏi nhìn có sự trông ngóng hoặc là xem xét tình hình của các bạn đối tượng này mình thấy họ cũng có cái trực giác cao họ nhạy bén và họ có một cái sự tài giỏi ừ. họ biết mình muốn gì cần gì phải thực hiện như thế nào để thành công và cái đối tượng này thì mình thấy có thể là họ đang có sự gọi là có những cái vấn đề về tài chính họ đang cố gắng kiểm soát và cân bằng lại tài chính của mình ừ. họ cũng là một người biết đầu tư khôn ngoan và họ đang có sự rời khỏi những cái tình huống gì đó uh, căng thẳng áp lực hoặc là cái người này họ rất là muốn đi đến uh, đi du lịch hoặc ừ. là tiến đến bên bạn nếu như một số bạn yêu xa ở đây người này mình thấy dường như họ rất là thích ngắm trăng sao à. và họ hơi cô độc trong thời điểm này ha đây là một người có khả năng là họ có một những cái sự sáng tạo mới gì đó những cơ hội mới khởi đầu mới gì đó trong cuộc sống của họ đó họ rất là thích trồng hoa trồng cây <laughs> rồi để mình xem coi đối với những bạn nam mang năng lượng nữ xem trao bài thì dạo gần đây bạn bạn thường xuất hiện trong giấc mơ của ai và tại sao thì các bạn nữ xem trao bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng các bạn nam xem trao bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha Ở đây mình thấy cái đối tượng này á, Họ là một người có thể Dạo gần đây họ mơ rất là nhiều Hoặc họ đang bị áp lực rất là nhiều trong cuộc sống Họ có những cái nỗi sợ, nỗi lo lắng gì đó nha Người này mình thấy dường như là Dạo gần đây là họ rất là cần Cái sự nghỉ ngơi, thư giãn đó Và mình thấy Họ hay gặp ác mộng lắm Người này mình thấy dường như sức khỏe không được tốt Cho nên họ đang cố gắng cân bằng lại à, Chăm sóc sức khỏe của mình và con đây cũng là một người có sự gọi biết điều chỉnh mọi thứ ha có một sự gọi là biết suy si tính và mọi thứ trong cuộc sống của họ họ đều phải tự về mình giải quyết ha, à, hoàn thiện hoàn thành và ở đây mình thấy khả năng cái người này họ cũng gặp những cái nỗi buồn nỗi phiền muộn thất vọng gì đó hoặc họ đang có một sự gặm nhắm những cái nỗi buồn trong quá khứ à, người này mình thấy họ sống tình cảm nhưng họ có sự che giấu ha bề ngoài thì mọi thứ rất là ổn nhưng mà bên trong họ là một cái sự tổn thương mất mát ha à, một số bạn có thể là đã chia tay ngắt cái nói rồi đó tuy nhiên thì mình thấy họ cũng là một người rất là sáng giá họ rất là thông minh họ rất là tích cực lạc quan về cuộc sống ừ, họ là một người kiểu như là uh, thu hút được mọi người đó ừ, là một người mang cái nguồn năng lượng rất là ấm áp và có thể là họ đang có sự cải thiện về mặt sức khỏe thì có khả năng là người này dường như là họ đã nhận ra những cái chân lý cuộc sống gì đó rồi à, hoặc là họ đang dần dần tốt lên khỏe hơn rồi ừ. nhưng mà mình thấy dường như đêm đến là cái người này họ lại có những cái sự quay về kỷ niệm xưa ha kiểu như vậy cái người này mình thấy khả năng là họ có sự trẻ trung á khuôn mặt trẻ trung có thể là họ trưởng thành rồi nhưng mà cái khuôn mặt của họ rất là trẻ trung trẻ hơn tuổi ha mình thấy người này ăn mặc rất là kín đáo ha họ có sự tinh tế có thiên hướng về nghệ thuật có thể là biết hát hoặc là biết đờn ca hát sướng gì đó vân vân mà có thể hơi ít tóc một chút người này khuôn mặt cũng khá là nhân hậu ha nhưng mà ít khi cười à, mình thấy là như vậy Có thể là có một số bạn là cái người này cũng khá là điển trai đó. Người này mình thấy họ rất là thích hoa đó. Ừ. Ở đây mình thấy khả năng là họ đang trồng hoa ha. Hoặc là họ là một người có khả năng là um, đang cố gắng thu hút những cái điều tốt đẹp ha. À, đến với cuộc sống của họ. Đối tượng này mình thấy dường như là họ cũng có một cái sự đang cố gắng giảm cân Hoặc là đây là người có một cái sở thích về đồ ăn, hả? khả năng là họ nấu ăn cũng rất là giỏi ha? Và đây là một người có khả năng cũng hay đi đây đi, đi đó nhiều, ha? đi du lịch hoặc là có thể là họ hay đi máy bay rồi đó Hoặc là đây là một người có một sự biết tung bay và tỏa sáng qua những ước mơ và hy vọng của bản thân mình Họ biết vương cao đạt đến cái đỉnh cao của công việc sự nghiệp của họ và đối tượng này mình thấy dường như bạn với họ sẽ có một cái sự kết nối với nhau liên hệ với nhau qua email hoặc là qua điện thoại tin nhắn và người này mình thấy có thể là công việc của họ là có một cái sự trao đổi ha ừ, kết nối mạng ở đây trao đổi thư từ tin nhắn hoặc là email gì đó à, đối tượng này thì mình thấy là họ là một người thích leo núi hoặc họ có những cái đỉnh cao họ đã tiền, đạt đến được cái đỉnh vinh quang của mình rồi họ đã đạt được cái mục tiêu một cái sống của họ rồi ha mình thấy là như vậy một người tài giỏi ừ. hoặc là họ sống gần núi núi non ha kiểu vậy Ở đây tại sao cái người này họ lại mơ thấy bạn bởi vì mình thấy dường như là họ đang cảm thấy cô đơn, trống trải, thiếu vắng hay cuộc sống của người này đang giật lộn với vấn đề tài chính ha, hoặc là bệnh tật gì đó Họ cảm thấy rất là lẻ loi, một mình mình chống cự Họ đang nhớ về bạn, nghĩ về bạn, có khả năng bạn luôn ở trong tâm trí của họ Một số bạn có thể là quen người nước ngoài, sống hai quốc gia khác nhau Thậm chí một số bạn cái người này họ xem bạn như là à, thế giới của họ luôn ha à. Và họ đang có nỗ lực rất là nhiều, cố gắng rất nhiều trong công việc Hoặc là cái người này mình thấy họ rất là mong muốn ha Có được một cái thành thành quả tốt đẹp trong mối quan hệ này Mình thấy dường như là họ có sự say đắm Tâm tình yêu với bạn, yêu mãnh liệt luôn á Cho nên là đôi khi một số bạn yêu xa hoặc là thiếu vắng nhau á Dạ còn đây bận rộn, không có nói chuyện với nhau Cho nên cái người này họ rất là nhớ ha Cảm xúc của họ có sự đông đầy dành cho các bạn nè Họ rất là muốn cái tình yêu này sẽ có một cái sự vững chắc Họ có tương lai với nhau ở đây và người này thì mình thấy là có thể là họ đang vượt qua được cái giai đoạn bệnh tật rồi hoặc là giai đoạn chống chảy gì đó rồi và họ đang có một sự tích cực hơn họ tập trung vào cuộc sống và có khả năng là họ đang có được những cái thành quả xứng đáng và bắt đầu họ có một cái sự mở rộng trái tim và muốn có một cái sự khát khao mãnh liệt với bạn ở đây nha, ừ. Thế là họ đã vượt qua được cái giai đoạn khốn khó của họ đó đường này họ rất là muốn xây dựng gia đình muốn có một mái ấm với bạn, à, muốn có con có cái với bạn ừ. và họ cũng rất là muốn có sự hòa thuận với bạn muốn được nói chuyện. Bạn giống như là một cái người bạn người thầy một cái người tâm giao của họ vậy đó. À, họ cảm thấy bạn là người rất là giỏi và bạn là một người cho lời khuyên cũng rất là tốt. À, cái người này họ rất là muốn gọi là mau chóng tiến đến bên bạn à, kết nối hoặc là làm hòa. Ừ người này mình thấy dường như là họ cũng có sự tiếp xúc tương tác với nhiều người nhưng mà mình thấy là dường như là họ có một cái sự chỉ dành tình cảm đặc biệt cho bạn thôi à. À, và họ cảm thấy bạn cũng là một người rất là có lòng tốt ha bạn đã cho đi cũng rất là nhiều trong mối quan hệ với họ cho nên là cái người này bây giờ họ muốn đem lại cho bạn ha những cái điều tuyệt vời như là tiền bạc tình cảm à, hoặc là những cái chuyến đi gì đó với nhau à cái người này trong tình yêu này họ cũng muốn có sự công bằng kiểu như họ cho đi bao nhiêu họ cũng muốn nhận được bao, bấy nhiêu ha, kiểu như vậy ừ. hiện tại cái người này họ muốn xung hợp họ muốn đoàn tụ họ muốn có tương lai và thậm chí là lên phương án để có những cái um, tương lai tốt đẹp hơn trong mối quan hệ này đó là tiến đến kết hôn ha à. rồi để mình xem coi à, đối với những bạn nam xem trở bài thì Uh, bạn dạo gần đây bạn hay xuất hiện trong giấc mơ của ai ha ở đây mình thấy là dạo gần đây bạn đang xuất hiện trong giấc mơ của một người có thể là họ là một người có khả năng làm ra tài chính rất là tốt giỏi giang có kinh nghiệm trong thương trường ha thông minh nhạy bén một người có sự quyết đoán dứt khoát mà dù cho họ là người nữ đi chăng nữa thì họ cũng là một người mang cái tính cách và cái cái khí chất của họ giống như một nam nhi chi trí vậy đó ha tự mình làm mọi thứ mọi việc tự mình giải quyết mọi thứ một cách ổn thỏa chứ họ không có cần gọi là phụ thuộc vào bất kỳ ai hết và người này họ đang ở trong cái trạng thái của sự lưng chừng kiểu như là họ cũng đang phân dân không biết là mọi thứ trong cuộc sống sẽ như thế nào hoặc là chuyện tình yêu nó sẽ ra làm sao ha và họ không biết là um, họ có được có sự gọi là được đáp lại những gì mà họ đã trao đi trong tình yêu hay không đây là một người họ có một cái sự đang cố gắng cân bằng đang cố gắng gọi là đối mặt với vấn đề của mình những cái vấn đề lo lắng của họ để giải quyết nó người này có thể là họ đang cảm có những cảm xúc cảm thấy trong trên, cảm thấy uh, phiền muộn ha à. họ là một người biết nhìn xa trông rộng ha họ biết suy nghĩ và ở đây mình thấy họ cũng hay đi đây đi đó nhiều đó họ cũng thành tựu họ cũng thành công và họ cũng là một người kiểu có tính kỷ luật cao và ở đây mình thấy có thể là cái người này trong cái hành trình của họ họ cũng được ơn trên trợ giúp rất là nhiều để họ đi đúng đường đúng hướng không có bị sai lạc ha người này mình thấy họ mang năng nguồn năng lượng của một chiến binh đó một cái người um, kỵ binh ha à, rất là giỏi luôn ở đây thì mình thấy dường như là họ đang có những vấn đề về sức khỏe Uh, liên quan đến đôi mắt hoặc là mình thấy ở đây cái người này họ đang tự suy nghĩ liệu họ có đang nhìn nhìn lầm người hay không <laughs> không biết bạn có thực sự muốn uh, tiến đến bên họ không biết bạn có thực sự muốn cam kết thật sự có nghiêm túc với mối quan hệ này hay không ở đây mình thấy có thể là cái người này họ cũng uh, có một số bạn dường như là có một cái sự um, chặn nha hoặc là mất kết nối ha thì cái người này họ rất là muốn bạn hãy có một cái sự hành động chủ động hoặc là mình thấy dường như là đôi khi khi mà họ cảm thấy chờ đợi quá lâu Họ sẽ có sự chủ động Để kết thúc cái sự chờ đợi này ừ. Giống như là chủ động mở rào Chủ động kết nối Để xem coi mọi thứ diễn biến ra sao ha Mình thấy là như vậy Người này thì mình thấy họ khá là đẹp Khá là quyến rũ, thu hút ha, Có cái vẻ ngoài rất là sexy, gợi cảm và họ là một người có khả năng là cũng hay nhận được người, nhận được những món quà hoặc họ là một người đang cố cố gắng sống ở hiện tại ha. Sống thực tế hơn. Ừ. Hoặc có thể là cái người này họ cũng có những cái món quà muốn dành cho bạn đó mà họ giấu á. Đối tượng này thì mình thấy họ là một người có công việc, có công ăn việc làm ổn định ha, họ yêu thích cái công việc của họ ha. Họ là một người tự thích tự do ha họ yêu những việc họ làm và họ làm những việc mà họ yêu à chứ họ không có thích làm những cái việc gọi là um, bị kìm hãm hay gì á thì cái người này họ không có thích mình thấy có thể là họ ở gần một cái nơi nào đó mà có thể là bị lũ lụt ha? ha hoặc là đây là một người có cái cảm xúc nó rất là dân tràn nó rất là nhiều cảm xúc cho nên họ cũng hay có những cái nỗi lo lắng bất an suy nghĩ nhiều lo lắng sợ hãi nhiều này mình thấy có thể là họ làm những công việc mà liên quan đến công nghệ thông tin liên quan đến máy vi tính liên quan đến cách nói mạng vân vân à, hoặc là liên quan đến phần mềm rồi đó ừ. họ luôn họ đang có một cái sự nâng cấp tinh thần của mình nhận ra được những bài học và đang cố gắng uh, sống tốt hơn đẹp hơn trưởng thành hơn ở đây tại sao cái người này dạo gần đây họ hay ngủ mơ thấy bạn bởi vì họ xem bạn là gia đình họ rất là muốn có tương lai với bạn hoặc ở đây một số bạn à, có một những cái điều gì đó mà đã rời xa nhau hoặc là có những cái điều trăn trở gì đó cái người này họ đang cảm thấy phiền muộn à, họ có thể là thức khuya nhớ đến bạn và họ không ngủ được hoặc là họ trằn trọc hoặc là họ có sự hối tiếc gì đó ở đây nè người này đang cảm thấy rất là nhiều sự đau đớn, nghiệt ngã ha. Một số bạn là kết thúc nhắc kết nó, chia tay hoặc là do công việc nặng nề quá mệt mỏi quá hoặc là do cuộc sống của họ đang có những cái sự chạm đáy gì đó họ đang cảm thấy rất là tiêu cực, mệt mỏi, kiệt sức, à, kiệt quệ luôn ha. Cho nên là đôi khi do mệt quá ngủ mơ ha thấy nhiều điều nhưng mà có thể là họ nghĩ về bạn nhiều nhất cho nên là họ mơ thấy bạn. Ừ. Có thể là họ cũng có những lo lắng liên quan đến vấn đề cơm áo gạo tiền. Cái người này mình thấy dường như là họ có một cái sự quan sát theo dõi xem bạn có hành động hoặc là có nhắn tin cho họ hay không hoặc họ có sự theo dõi bạn từ xa. Ừ. Người này thì mình thấy khả năng là họ cũng muốn nói chuyện với các bạn đó. Ừ. Có thể là họ cũng muốn nhắn tin gọi điện rồi đó. À, nhưng mà có thể là họ đang ngồi quan sát xem bạn có hành động trước hay không. thậm chí có một vài cái trường hợp người này họ đã có người đầu người đâu người nào đó mới rồi à, họ có khả năng cũng tìm hiểu ai đó rồi nhưng mà trong thâm tâm họ vẫn còn nghĩ đến bạn họ vẫn còn ngủ mơ thấy bạn họ vẫn còn những tổn thương chưa thể giải quyết hết à. ở đây mình thấy họ ở trong tư thế của sự lùi lại ha à, um, của sự nghỉ ngơi của sự thư giãn của sự chờ đợi ha à. đang ở ngã ba đường không biết ra sao đây không biết mọi thứ sẽ như thế nào rồi họ đành phải chấp nhận cái tình huống thôi à. và cái người này họ cảm thấy bạn rất là lý trí ha, bạn quyết đoán, bạn dứt khoát, à, bạn kiên định và bạn thấy bạn không có hành động gì cả rồi họ còn có rất là nhiều những cái cảm thấy có những cái sự bất bình hoặc là mâu thuẫn hoặc là họ cảm thấy hai bạn còn có nhiều điều chưa có ăn khớp với nhau á ừ. họ cũng trăn trở rất là nhiều trong mối quan hệ này họ có sự cô đơn trong cái tình yêu này ha họ có sự nhung nhớ nghĩ ngợi có thể cũng có rất là nhiều người đưa ra cái um, lời yêu thương nhưng mà cái người này họ có sự uh, vẫn còn tâm sự vẫn còn tổn thương chưa thể um, nguôi ngoai chưa thể khuây khỏa được uh, và họ đang cố gắng tập trung nâng cấp bản thân vẻ đẹp của mình thành công sự thành công và sự sáng ngời của họ uh, họ đang tập trung yêu bản thân của họ nhưng mà đâu đó họ vẫn còn quan sát bạn và có thể là bạn thấy họ cuộc sống họ rất là tốt rất là thành công rất là uh, nhiều cái sự thắng lợi hay gì đó họ rất là nghiêm túc và họ có một cái sự kiểu khô khan họ không quan tâm bạn nữa họ có sự phớt lờ nhưng mà thực sự trong lòng họ tâm trí họ có những sự thổn, thổn thức buồn bã ha tiếc nuối và cô đơn Nếu mối quan hệ này công bằng công lý sẽ được thực thi ha à, Và cái tình yêu này thì mình thấy có khả năng là trong mối quan hệ này một số bạn các bạn được khuyến khích yêu nhau phải có sự bình đẳng hoặc có sự gọi là biết nhìn nhận những gì đó phương đã trao cho mình và mình có sự gọi là quan tâm họ yêu thương họ hay có sự cân bằng thì tình yêu nó mới vững chắc được một số bạn các bạn có sự rời khỏi nhau nhưng mà đâu đó hai bạn vẫn còn cảm thấy quan ức hoặc là cảm thấy mình không có nhận được cái sự xứng đáng cái sự trợ làm công bằng trong tình cảm như vậy Ừ. Giống như hai người có một sự chưa nhìn thấy những cái cống hiến giữa đối tượng của mình dành cho bản thân mình hoặc là của mình đối tượng không có nhìn ra được cái điều mình đã làm cho họ kiểu như vậy. Nói chung là hai bạn cũng cảm thấy mối quan hệ này các bạn cảm thấy không công bằng cho bản thân của bạn trong tình yêu kiểu như vậy. mà tình yêu này còn phải có sự rõ ràng dứt khoát quyết đoán và có sự thể hiện lòng chung thủy một cách tận tường ha nay ừ. mình thấy dường như cái người nam là cái người sẽ nắm cán cân công lý ha là cái người sẽ thực hiện công lý trong mối quan hệ này đó thấy cái người nam sẽ là cái người chủ động đó ha Hoặc thậm chí có một số bạn cái người Nam này họ có sự chờ đợi công lý được thực thi nữa <laughs> Rồi họ mới quyết định có nên uh, tiếp tục hay không Tình yêu này mình thấy dường như cả hai người đều lý trí và có sự gọi là um, Giống như kiểu 49 gặp 50 không ai thua ai hết Tình cảm thì dành cho nhau nhiều nhưng mà luôn đòi hỏi và có sự công bằng um, Luôn nghĩ là mình đã làm hết sức ha, kiểu như vậy Rồi để mình xem cung hoàng đà nổi bật cho các bạn hay là của bạn của người đó xử nữ Thiên bình Kim ngưu ma kết Bảo bình Sông, ngư, uh, sông tử Nhân mã và tự ừ, giải ha. Chữ cái trong tên Chữ... Oh vào wow. Ok đi sông ngư nè các trong tên chữ A Chữ U Chữ F Chữ C Chữ S Chữ Y ngắn Chữ W Chữ khuya Chữ L Chữ R Chữ T Chữ Chay Và chữ V rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi giờ gần đây ai hay ngủ mơ thấy bạn ha. À, và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 3 uh, ở đây mình thấy các bạn tụ ba là những người rất là lý trí ha là những người rất là quyết đoán dứt khoát thông minh nhanh nhẹn và có sự gọi là tỉ mỉ cầu toàn có tính tôn nghiêm cao nữa và bạn cũng là một người sống tình cảm nhưng mà mình thấy các bạn có sự che giấu cái mặt cảm xúc ở bên trong các bạn thể hiện ở bên ngoài là một cái người rất là cứng cỏi ha một người rất là nghiêm túc hoặc là có một cái sự gọi là ít nói uh, ít cười ít thể hiện. Ừ. Mình thấy dường như các bạn đang có rất là nhiều những vấn đề, những áp lực gì đó trong cuộc sống các bạn đang cố gắng ha vượt qua. Ừ. Và ở đây mình thấy các bạn giờ còn đây hơi nhức đầu hơi mệt mỏi đó. Các bạn cần có thời gian nghỉ ngơi nha, lùi lại một chút để cho bản thân mình được tận dưỡng. Cũng như là đừng có gấp dội gì hết ha, hãy kiên nhẫn kiên trì hơn. Ha. Các bạn có rất là nhiều những lớp bài khuyên các bạn hãy có sự kiên nhẫn kiên trì trong thời gian này một số bạn thì có khả năng với sự kiên nhẫn của bạn bạn sắp và sắp sẽ vượt qua được những giai đoạn bóng bóng tối hoặc giai đoạn bão tố rồi có thể sắp tới bạn sẽ đi du lịch hoặc là bạn sẽ đi uh, định cư xuất khẩu lao động gì đó hoặc bạn có sự chuyển hướng trong cuộc sống của bạn hoặc là chuyển nhà chuyển chỗ ở luôn ừ. rồi khỏi những cái tình huống cũ ha à, bước đi trong cái sự nhẹ nhàng và có sự gọi là thanh thản bình yên rồi để mình xem coi à, dạ gần đây bạn hay xuất hiện trong giấc mơ của ai <laughs> mình thấy người này là một người họ cũng uh, có một cái sự biết uh, dạch ra con đường hướng đi cho tương lai của bản thân mình họ đang có một cái sự đối mặt với những cái vấn đề của họ hoặc là có khả năng cái người này với bạn là uh, có khoảng cách với nhau họ đang hướng về các bạn ừ. mình thấy người này cũng rất là nhiệt tình ha đầy lửa uh, đầy sự hăng say đầy sự cố gắng và có hướng đi có mục tiêu con đường rõ ràng tuy nhiên là nóng tính hơi nóng tính và dạo gần đây cái người này họ rất là bận biệu hoặc họ đang có những vấn đề liên quan đến sức khỏe ha hoặc họ đang bị mắc kẹt vào một cái đường hướng nào đó hoặc là mắc kẹt vào một cái suy nghĩ nào đó mà chưa có thoát ra được ừ. họ đang cố gắng đổi mới bản thân của mình hoặc là họ đang cố gắng học hỏi họ những cái điều gì đó mới mẻ à, đây cũng là một người hay có những cái sự gọi là phát minh những ý tưởng mới ha à. một số bạn có thể là quen nhau qua mạng khá là đông đó ở đây mình thấy có thể là cái người này họ cũng theo dõi bạn từ xa đó, ừ. à, mình thấy họ cũng um, hay uh, di chuyển và họ đạt được khá thành công, họ có sự lanh lợi nhanh nhẹn thông minh tinh tinh anh và ở đây mình thấy có khả năng là cái người này họ cũng được được người khác nể trọng, ưỡng mộ về những cái um, điều mà họ đã đạt được trong cuộc sống và đồng thời thì cái đối tượng này mình thấy là Họ là một người kiểu uh, hơi nóng tính cho nên là đôi khi họ nóng tính họ có khả năng buông ra những lời nói có mức sát thương cao. Ừ. Và họ cũng là một người thích uh, che đậy ha, kiểu là một người kiểu uh, cũng che đậy cảm xúc. Ừ. Nói chung hai bạn dường như khá là giống nhau ha, về cái mặt tính cách. À. Rồi để mình xem coi đó với những bạn mang năng lượng nữ xem trả bài thì dạo gần đây bạn thường hay xuất hiện trong giấc mơ của ai? thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng các bạn nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ở đây mình thấy là cái người này họ đang có một sự nhớ về kiện ký ức kỷ niệm cũ đó à, và cái người này họ rất là yêu thương gia đình cha mẹ ha, hoặc là họ có con riêng trước đó rồi người này mình thấy họ làm ra tài chính khá là tốt và họ đang có sự tập trung vào tiền tài sự nghiệp của họ ha Ừ, họ là một người nhạy bén có khả năng nắm bắt cơ họ kiếm tiền đó Người này thì sống tình cảm ừ. Và họ cũng là một người đầy lòng nhân ái Họ mang cho mình cái nguồn năng lượng của sự nhẹ nhàng và thuần khiết Ở đây mình thấy người này có thể là họ sẽ thích giúp đỡ cho mọi người Họ là một người chiếu rõ ánh sáng tích cực cho mọi người Họ đang nhớ về bạn rất là nhiều, bạn luôn ở trong tâm trí của họ nha cái cuộc sống của cái người này dường như có những cái biến cố gì đó được diễn ra ở đây và đôi khi khiến cho họ có một cái sự thức tỉnh ừ. họ được khai sáng à, suy nghĩ của họ trở nên rõ ràng hơn ha à. và hoặc là cái người này họ đã từng đi dị như mình nói người này thì mình thấy là họ đôi khi tính tình cũng hơi con nít ừ. nhưng mà họ đã trưởng thành rồi họ cũng có thành tựu rồi đó và ở đây mình thấy ngoài cái người này ra mình thấy có có một số người giống như là người quen người thân họ hàng gia đình cha mẹ hoặc là con cái gì đó của các bạn hoặc là những đứa trẻ con nào đó nó có sự nhớ về bạn hoặc là nó mơ thấy bạn kiểu vậy ngoài ra còn có một cái người mang năng lượng nữ đây là một người sống nhân ái chân tình ngọt ngào à, đầm thấm thì có khả năng là cái người này là chị em gì đó của bạn chẳng hạn ha ở đây một số bạn mình thấy nhiều người mơ thấy bạn lắm ha đôi khi mình thấy có nhiều người nam rồi đó có thể một số bạn các bạn khá là à, quyến rũ <laughs> các bạn là người khá đào hoa được nhiều người yêu thích ha à, người này mình thấy dường như là họ là một người đang cố sống ở hiện tại ha. cố gắng sống một cách thực tiễn nhất không có quá mơ màng ảo mộng và có thể là họ cũng có những cái sự thích tặng quà à, cho người khác tới giúp đỡ người khác uhm người này mình thấy họ có khả năng có rất là có muốn có nhu cầu được vui chơi được thoải mái trong cuộc sống ừ, hoặc là họ hay nhớ về những cái quá khứ cũ ha lúc còn thời thời thơ ấu của họ hoặc là ở đây mình thấy người này có liên quan đến trẻ con ở đây ừ. và mình thấy dường như là họ là một người có một cái sự bí mật Ha. À, họ có nhiều tài năng thiên bẩm cho nên họ có một sự gọi là đang cố gắng phát huy những tài năng vốn có của mình sức mạnh của mình. Ừ. Và họ có khả năng có một cái hộp bí mật nào đó ha, à, hay lưu giữ những kỷ niệm với bạn chẳng hạn. Và người này mình thấy họ có xe hơi nha, họ có sự tự lèo lái cuộc đời của họ đi đúng đường đúng hướng ha. Ừ. Đối tượng này thì mình thấy họ là một người cũng có một cái sự thích khiêu vũ hoặc là họ cũng là một người có sự uyển chuyển linh hoạt ừ. và họ có sự hòa nhịp đồng điệu với linh hồn của họ với điều họ khát khao họ ước mơ trong cuộc sống họ đạt được cái thành công đó. ở đây tại sao cái người này dạo gần đây bạn thường xuất hiện trong giấc mơ của họ bởi vì họ yêu bạn mãnh liệt họ rất là hy vọng bạn sẽ cho họ một cơ hội nào đó ừ. Ừ. và ở đây mình thấy cái khả năng là trong cuộc sống của họ, họ cũng đang có những cái vấn đề liên quan đến tài chính đó. cho nên là họ cũng uh, mỗi ngoài vấn đề này ha uh, căng thẳng áp lực lo kiếm tiền chăm chỉ cho nên là đôi khi có khả năng làm việc mệt nhòi mệt mỏi quá hoặc có những cái tổn thất, thất thất thoát gì đó cho nên là họ cũng căng thẳng họ hay ngủ mơ và có thể năng bạn là cái nguồn năng lượng chủ lành cho họ cho nên là họ ngủ mơ thấy bạn một số bạn ở đây có sự mất mát chia tay gì đó rồi do cái người này họ bận bịu công việc nhiều quá à, cho nên là cái người này họ nhớ họ cảm thấy mất mát tổn thương ha và cho nên họ nhớ đến bạn họ cảm thấy họ đã có sự gọi là bất công với bạn chẳng hạn ha hoặc là họ muốn cho muốn bạn cho họ một cái sự công bằng ở đây thì mình thấy có một số bạn là những người quen người thân gì các bạn họ đang có sự bị thất thoát về tiền bạc họ đang cần sự giúp đỡ các bạn cho nên là họ nhớ đến bạn <laughs> họ mơ thấy bạn ha ừ, kiểu như vậy và mình thấy cái đối tượng này họ nghĩ ngợi bạn rất là nhiều cho nên là mình thấy là trong cái mối quan hệ tình yêu họ nhớ về bạn họ nghĩ về bạn rất là nhiều ha họ hay nghĩ về quá khứ hoặc là trong cuộc sống họ có những sự mất mát gì đó họ rất là cần một cái sự À, nâng đỡ tinh thần của bạn ha và có khả năng bạn là cái người gọi là giúp cho họ có động lực niềm tin vào cuộc sống á. Cho nên là họ ngủ mơ thấy bạn. Ừ. Người này mình thấy dường như là họ cũng có những cái khát khao đam mê mãnh liệt bùng cháy với bạn lắm và chuyện tình ái rồi đó. À, và mình thấy bạn là cái người duy nhất trong lòng họ nha. À, cái người này mình thấy khi mà họ không ở gần bạn là họ tập trung vào công việc hoặc là những tìm tòi kiến thức tri thức gì đó à, chứ không phải là họ có sự phản bội bạn đâu và ở đây mình thấy dường như là họ đang mong lung nhiều thứ đó ừ. họ đang bị mất ngủ họ bị nặng nề hoặc họ đang có những cái vấn đề cũ bị dấy lên trong họ họ đang cố gắng giải quyết nó ừ. đối mặt với nó để giải quyết những người này họ có sự mê mẫn bạn họ có sự tương tư bạn À, và họ cảm thấy um, bạn là ánh sáng cuộc đời của họ ha à, họ có nhiều sự lựa chọn nhưng mà mình thấy họ cảm thấy bạn là cái người rất là sáng giá là ánh đèn sáng nhất ha ừ. và ở đây mình thấy dường như là cái người này họ cần có sự bình đẳng công bằng hoặc là họ cần bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về họ chứ đừng nghĩ theo những cái hướng suy nghĩ uh, nghĩ ngợi kiểu như là nghĩ xấu về họ đó ừ. ở đây có một vài bạn cái nó chia tay cái người này họ đang ở trong cái trạng thái giống như là biết tìm đâu đó, đi tìm đi uh, kiếm ha, nhưng mà họ không tìm được cảm thấy mơ màng mơ mộng hoặc là ngủ mơ thấy bạn rất là nhiều hoặc là thậm chí là họ có sự truyền tải cái suy nghĩ của họ thông qua cái uh, tâm linh tương thông đó, ha uh, thấy là thông qua những bài hát hoặc là thông qua bất cứ điều gì uh, có thể là họ hy vọng và bạn sẽ cảm nhận được những bạn mà xa nhau các kết nối chia tay thấy là như vậy Người này họ còn nhiều đam mê khao khát với các bạn lắm Và mình thấy không chỉ một người mà còn rất là nhiều người <laughs> Ở đây có một số bạn các bạn đang nghĩ đến với đối tượng nào đó phản bội bạn ha. À, cho bạn một cái tình yêu mà gọi là mù mờ mập mờ mà không có kết quả, không có yêu thương bạn thật lòng. Không phải đối tượng này đâu ha. Tại vì cái người này là ở trong trạng thái của sự mất mát, tổn thương mà nhớ nhung và họ yêu bạn rất là nhiều nè. Cho nên không có chuyện gọi là phản bội lăng nhăng gì đâu mà có thể là vấn đề ở đây là vấn đề tài chính công việc sự nghiệp nó ảnh hưởng. Ừ. Rồi, ở đây mình xem coi. Um... Và ở đây một cái mặt nữa là cái người này Mọi thứ họ đều phải tự mình giải quyết Họ không có thể cậy nhờ ai hết ha? Họ có một cái lối sống độc lập ừ. Cho nên là họ thường hay bị căng thẳng Trong cuộc sống, công việc Và khi mà họ căng thẳng là họ muốn ở một mình ha? Để họ tìm phương án giải quyết Để ừ. như vậy Rồi dạo rằng đây ai hay uh, xuất hiện bạn, uh, bạn nam hay xuất hiện Trong giấc mơ của ai à, Trong giấc mơ của người yêu của bạn chứ ai Ha một số bạn thì cái người này mình thấy họ cũng khá là được nhiều người yêu thích đó ừ, Khá là đầu hoa đó à, Nhưng mà họ là người trung thủy, họ yêu là họ sẽ yêu có một sự yêu một mình bạn mà thôi Người này mình thấy họ có một có một cái nhóm bạn riêng hoặc là Họ là một người có làm việc liên quan đến cộng đồng, hội nhóm gì đó ha Đây cũng là một người có sự thuận hòa với mọi người, có sự đoàn kết, chung tay, góp sức Giúp đỡ mọi người, kiểu như vậy Tuy nhiên cái người này dạo gần đây là họ mang vác rất là nhiều gánh nặng nhiều áp lực nhiều căng thẳng nhiều mệt mỏi nhưng họ cũng cố gắng kiên trì nhẫn nại vượt qua và ở đây mình thấy khả năng là cái người này họ họ đang rất là mơ nhớ nhung về bạn khao khát về bạn ha họ có khả năng là um, có rất là nhiều những cái sự đam mê đê mê mãnh liệt với bạn trong chuyện tình ái và ở đây người này họ đã từng bị người khác phản bội ha à, do cho nên là họ vẫn còn những cái Ờ, vấn đề đó nó chưa có giải quyết được trong cái tâm khảm trong cái tâm trí của họ đó họ còn nỗi sợ ha. Ừ. và ở đây thì mình thấy là có một số bạn là cái đối tượng nào đó họ đã phản bội bạn á và họ rời đi nhưng mà dường như là họ vẫn còn ngủ mơ thấy bạn ha thấy có một vài bạn như vậy và trong cái trải bài này thì mình thấy là cái người này họ đang có sự theo dõi quan sát bạn từ xa đó ừ. họ đang sợ ha sợ bị phản bội sợ bị cấm sừng <laughs> ở đây mình thấy người này họ là một người yêu những việc họ làm và họ làm những việc mà họ yêu chứ họ không có thích làm những công việc họ không đúng cái sở trường ha đây là một người có khả năng là họ làm những công việc liên quan đến giáo dục hoặc là họ là một người có học thức có kinh nghiệm sống ừ, họ có niềm tin mạnh mẽ ha họ có sự đề cao cái sự giáo dục ở đây người này mình thấy khả năng là họ cũng hay đi du lịch nước ngoài hoặc là đi du lịch bằng máy bay khá là nhiều hoặc là họ có một cái sự gọi là mở um, rộng đôi cánh của mình để bay lên để phát triển ừ người này họ rất là yêu hoa lá cây cành ha họ thích trồng cây trồng hoa rồi đó ừ. và đối tượng này mình thấy họ là một người họ khả năng thích biển nữa người này mình thấy cực kỳ quyến rũ sexy có một cái dáng hình rất là đẹp ha rất là cuốn hút rất là sang trọng quý phái và có một sự thanh cao ừ. đây mình thấy có thể là cái người này họ đang ở trong cái trạng thái của sự chữa lành sức khỏe tinh thần ha cân bằng lại mọi thứ tại sao họ bạn lại xuất hiện trong giấc mơ của họ tại vì họ nhớ bạn đó họ đang cố gắng cân bằng cái nỗi nhớ này nha họ có xu hướng bị phụ thuộc cảm xúc với bạn ừ. và ở đây mình thấy họ có nhiều đêm mất ngủ trằn trọc nghĩ đến bạn lắm nha ừ. hoặc là ở đây có một số bạn cái nói chia tay gì đó người này họ có sự hối tiếc đó họ trở nên nhẹ nhàng hơn trong thời điểm này chứ có thể là họ đang có sự đấu tranh tâm lý họ đấu tranh với bản thân mình rất là nhiều trong cái việc gọi là quên bạn hoặc là họ với bạn có những cái sự mâu thuẫn gây gấn gì đó với nhau hoặc họ đang có những cái sự mong lung đang đấu tranh ở bản thân mình về cái vấn đề tình yêu hai bạn à, họ sợ bạn có sự bắt cá nhiều tay à, họ sợ tình yêu này bạn có sự quay lưng ngoảnh mặt à, và có một cái sự kết nối với một ai đó khác ngoài họ ở đây có nhiều tâm trạng lắm nhưng mà chủ yếu là cái vấn đề đó thôi và ở đây mình thấy khả Năng là cái người này họ rất là hy vọng bạn sẽ chiến thắng những cái cạm bẫy, những cái quyến rũ để bạn có một cái sự vững chắc tiến đến bên họ một cách mạnh liệt nhất. Họ rất là mong muốn cái tình yêu này nó sẽ có sự thăng hoa và thành công được mọi người chúc phúc. Ở đây thì cái người này họ cũng áp lực nhiều trong cuộc sống mà có khả năng là có những vấn đề như là sắp tới cuộc thi phỏng vấn hoặc là uh, hay tranh cãi hoặc là dạo gần đây người này hay nóng tính mệt mỏi khó chịu cho nên là họ cũng ngủ mơ nhiều họ cũng đang cố gắng uh, điều chỉnh giấc ngủ của mình cố gắng gọi là coi phục sức khỏe tinh thần của mình có thể là do sức khỏe nữa cho nên là đôi khi uh, họ nhớ bạn họ nghĩ đến bạn cho nên họ ngủ mơ thấy bạn luôn ở đây mình thấy cái người này họ xem bạn giống như là người chồng của họ đó ha họ cảm thấy bạn là người rất là có trách nhiệm ha một người trụ cột người có lý trí và ở đây thì họ rất là muốn mối quan hệ này sẽ có tin vui ừ. hoặc là họ hy vọng rằng bạn sẽ có một cái sự đổi mới về cái cách à, đối xử với họ cảm thấy bạn là một người tập trung vào công việc quá nhiều hoặc là bạn hơi có sự lục lệ nguyên tắc gì đó trong tình yêu à, họ hy vọng rằng bạn sẽ có sự nhìn nhận là bản thân của mình để có cách cư xử đúng hơn với họ Họ có sự công bằng hơn hoặc là biết nhường nhịn hoặc là biết quan tâm hơn ừ. họ vẫn xem bạn là một cái người uh, ưu tiên một cái người họ muốn cam kết có ừ. một số bạn ấy cứ nói chia tay là cái người này họ có một cái sự gọi là đau đớn nghiệt ngã à, và họ một số bạn là đã chặn nhau rồi ừ. Và ở đây thì mình thấy trong mối quan hệ này Cái người này họ cần sự bình yên Mình thấy dường như là bạn có những cái điều gì đó kìm hãm họ Cho nên là họ cảm thấy rất là bức bối Hoặc là họ cảm thấy mối quan hệ này Họ cảm thấy cô đơn ha Cảm ừ. thấy một mình mình gặm nhắm những nỗi buồn ha Họ không có thể chia sẻ với bạn được ừ. Và họ cũng rất là sợ bị uh, chối từ Hoặc là họ rất là sợ cái tình yêu này không có kết quả Bởi vì họ đầu tư quá nhiều mình thấy dường như cái người này họ cảm thấy bạn sẽ là một cái người cha, người chồng tốt Nhưng mà bạn có phần hơi cứng rắn và lạnh lẽo á, kỹ vậy Còn cái người này họ thích được sự quan tâm, sự yêu thương, sự bảo bọc, sự che chở Ở đây là những cái mối quan hệ kiểu như là đeo mặt nạ với nhau ha Yêu nhiều nhưng mà không thể hiện nhiều Khiến cho đối phương của mình có một sự hiểu lầm hoặc là tổn thương gì đó Cảm thấy lẻ loi, trơ trọi và ở đây mình thấy người này họ cảm thấy bạn yêu tiền nhiều hơn yêu họ đó. Ừ. Họ đang cố gắng chiến đấu với những cái nỗi buồn, sự lo lắng, sự trăn trở này. Ừ. Ở đây mình thấy dường như có một số bạn á, là sẽ không thể kết nối được với nhau mà sẽ có một sự mỗi người mỗi hướng nếu như các bạn đã chia tay kết nối ha. Ừ. Kiểu như là các bạn vẫn còn trong ngóng trong chờ tin nhắn của nhau nhưng mà các bạn đã sẵn sàng để có một cái chuyến đi khởi hành đến một cái giai đoạn mới rồi Nói là như vậy có một số bạn sẽ chia tay hoàn toàn nhưng mà còn nghĩ ngợi vẫn còn mơ thấy nhau à, vẫn còn nhiều tình cảm cảm xúc với nhau nhưng mà dường như các bạn có sự cảm thấy cái đặc biệt cái người nữ họ cảm thấy bất lực trong mối quan hệ này họ cảm thấy như là đã có thể là cũng đã tranh cãi đã mâu thuẫn cũng đã giải quyết nhiều lần nhưng mà không có thành công được nó vẫn như vậy ấy. họ cảm thấy bất lực nên họ chọn cách rời đi à tình yêu này muốn thành công là phải có sự đổi mới ha làm sống lại mối quan hệ này cho nên nhiệt tình thăng say hơn và có khả năng các bạn đang rất là mong muốn có một cái chuyến đi gì đó thì hãy thể hiện đặc biệt các bạn nam hãy chủ động mấy hành động cho chuyến đi này nó nó trở thành thực tế thì mai ra cái mối quan hệ này các bạn có nhiều thời gian dành cho nhau thì nó mới có thể trôi chảy nó có thể phát triển được dường như mối quan hệ này có sự ì ạch nó có sự giật khựng lại nó không có phát triển nó không có đi đến đâu hết nó cứ nằm ì ở đó nên cho nên là cái đối đối tượng ở đây dễ chán nản đặc biệt là cái người nữ đó do họ phải phí hoài thanh xuân tuổi trẻ để chờ đợi mà sợ chờ đợi không có kết quả rồi phí hoài um, những cái công sức của mình nghĩa như vậy trong khi đó tình yêu không được đáp lại không được người yêu quan tâm hoặc là không được người yêu thể hiện cảm xúc nhiều cho nên là đôi khi cũng nghĩ ngợi nhiều điều mệt mỏi áp lực lắm giống như đi, đi cho mượn uh, tiền mà không biết khi nào người ấy sẽ trả cho nên lo lắng đủ điều đủ thứ không ngủ được luôn <laughs> cho đi quá nhiều mà không nhận được bao nhiêu thì cũng lo sợ áp lực ừ. thì mình thấy là như vậy rồi để mình xem cung hoàng đạo nó bật cho các bạn ha có thể cô bạn của người đó song tử <laughs> bạch dương cự giải Bảo Bình, Thiên Bình, Market và Sư Tử rồi chữ cái trong tên. K Y dài F A X Y ngắn S Khuya O và E ha rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.